sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta tỏ quả báo phân minh kết thành. Sắc bê sắc ta á quê ra hồn, tu su khi ta hồn, tu nít đốc khá hồn, tu bác giả bách cha hồn, tu á ni khá hồn, tu đi khá du ca hồn, tu á rô ga hồn, tu sâm bạch tì hi sa mít chan, tu su khi á ta năng ba ri ha ran, tu đốc khắp bách ta cha nít đốc khá phá dập bách ta cha ni pha ya so khắp bát ta cha ni so ca hồn tu sắp bề bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, xin đạo tràng cùng với mấy ta đọc tắt mặt để xin thọ trì quy giới ạ. U ca sa ma yang phan tê quy sung quy sông rakhanatha yati sarane nasaha ban jasila ne ya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti yam mi ma yang phan tê quy sùng quy sùng rạc khá na gia pi sa ra nề na sa ha bần gia si la ni gia cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nào để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng quy sùng rakhanatha yati sarane nasaban yasila niya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, nam mô Bụt Thầy Nhã, nam mô Tham Mai Nhã, nam mô Sang Khai Nhã. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thỉnh Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi được rõ. Mến chào Sư Meta, Sư Tâm Phương, Sư Quyến Mộng, Sư Hồng Nhật, Đạo Hữu Tâm Hạnh, Sư Trang Thư, Sư Nhật Quỳnh và Sư Thi Lâm. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga cha ha mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng ga cha ha mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp. Sông khăn sa năng ga cha ha mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam bi bụt đăng sa năng ga cha ha mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đức tỳ yam bi đấm mang ta năng ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì, đức tỳ yam bi sang khang ta năng ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, ta tỳ yam bi bồ đăng ta năng ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, ta ti yam bi đam mang ta năng ga cha ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba, ta
Tiyam vi sang khán tạc nam gai chá ha mi. Con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Nam sa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thăm nam sa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sang khang sa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đu ti dâm mi, bút thăng sa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm mi tâm mạng xa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm mi sang khang xa ra nam gạch cha mi, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tát ti dâm mi bút thăng xa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm mi thâm mạng sa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm mi sang khang sa ra nam gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Ti sa ra nam gạch tăng ni thi tăng, Pháp vi tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê dạ sinh vơ. Bà na tí bà ta. Vê ra mạch ni thị khao bất đăng sa ma tị gia mi. Còn xin bao nhiêu điều học là huy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na vê ra ma ni sĩ kho bất năng sa ma tị gia mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vê ra ma ni sĩ kho bất năng sa ma tị gia mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da vê ra ma ni sĩ kho bất năng sa ma tị gia mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura me da yam ma cha pa ma da tha na vê ra ma ni sĩ kho bất năng sa ma tị gia mi, còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na vê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra vê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da vê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura mai ra ya mat cha pa ma da tha na vê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Yết ma ni ban cha sĩ kha bà đa ni sa du căng ca tua nga ba ma đê na ni cha ca lăng sa ma ra kỳ ta băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tâm quy vùng ngũ giới nơi tam bảo rồi, phát ra mười di hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng.
Sile na so gatin yon te sile na ho ka sam bak gan sile na ne putin yon te das man silang vi so tha yen. Cái chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dị giới bởi các thế cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì dị giới luật cho được trong sạch đừng để lòng nhớ. Sa thủ lành thai Uttamang gena wande hang ba da bang sum varuttamang Butte yo kalito do so butto kamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena wande hang thâm mạnh cha đô quý thằng qua rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena wande hang sang khanh cha đô vi đốt ta măng ghe yô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mít cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sĩ rạc mân lê bu sát sê khô tà rì phôn tô chá đạc khí nê vā mạng tê mộc gà la nô phù rà tô vi nà tàn tê nhăn bạc chí mê mạ mạ à nân đô kỳ nà sá vā chá tô vi sá sá mân tà lô kà bà la chê in đà đê vā. Sapramakai te sang anupave na sabbe phayau bandhava neka antaraya pibina santu vase sato so anthalanto sukito viruna ho bonta sasane arogo sukito isaha sabbe nyati pisa antalatham. Sukhita uruna bunta sasane aroga sukhita uitaha sabbe nyati pite antalantha sukhita uruna bunta sasane aroga sukhita uitaha sabbe hi nyati pi sukhita chanagatha chintamantu idam phalam. Etasmin ratanatta yasmin sambasadana chen taksu cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào thành Phật độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn. Hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc. Thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên. Trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau nếu trễ chẳng gặp Phật nào. Nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo tự hàng độ, miễn thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si học sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tận không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chê cu sa la cam ma tinh tắc bằng
Kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha. Ma na sa ti đa sê su ga tăng dê sát ta sanh nhi nô ác thi dê. Cha sát ta sanh nhi nô ca tăng vô nhá phá lăng. Mày hăng sắp bê phá ghi phá hoàn tu tê. Dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng. Bụn nhã phá lăng ma gia dê cha tát tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni huệ đa dùng sắp bề lô cầm hi dê sắp ta chỉ quan ta ha ra hê tu ca ma nhuôn nhân phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma dê ta sa ti. Căn con đạo thành do thân khẩu ý tu hành, do nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng, được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rài. Lại hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hệ lãnh chung, hưởng được phước quý ổn dung thanh nhàn. Chúng sanh đi khắc hàng, vậy nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xỉnh thâu phước báo cũng dường hoặc thành thực phẩm. Mùi hương thọ lòng. Người hạng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng trực phạt ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng, tri tục thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, tri tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyển niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chế, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng nặng, hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau chờ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi hoàng tượng như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở được con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi quan trại, không giận hờn quan thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn, không ái nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử. Y đằng quá ta mê buôn nhân a sa quắc kha ya quang hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ hành nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, con cũng xin chia phước này đến đạo tràng Pháp hội. Còn mong quý vị tùy hỷ thọ nhận đồng đều nhau cả tại. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ. Con xin dâng mic trở lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Trước tiên cái lễ Chư Tôn Thầy Đức Tăng, trong những nickname mà chúng tôi không được rõ, trên cao cô tu nữ Phúc Hạnh, trên cao Chư Tị Nam Chư Nữ Thiện Hữu Chư Thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 291. Trước khi này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasa Vandami.
Bụt thô ma hê si ya rang tát tha ga tô lô cô tát mô sắc ba ga rù hí chết thác bồ lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quý đồ vần đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài vật trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói căng tối thượng lương chủ chư năng vô lượng tự đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cũng dường tham mô bất đề bồ ya ta sa sa thu nô lô ca na man tha sa vi na ta ro ko sa pan yu bu tha pa ti phu ti san nya to wan da ma han tang na ra pu cha này gia cần pháp bảo với như ánh vàng Như Lai soi sáng vẹt màng phù minh phát tang làm đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân khu quý số thô chú gá tá sá sà quá cô sức khà sư tà mô quá đà thầm mát sức khá cô niềm đà bá sân sà đi á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tầng ná ra phù cha này nhá cần tăng bảo thinh văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp tàm nhân ai bì con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tận nát thế gia tề chê nát sa kha mê e tu wa tha nàng ta sa bi a nu pa we nát sa ha sa ye nát sa chật tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao Nam mô Bụt Tha Nhã. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 291. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Câu đầu tiên: Paradukkhu Bathanena. Paradukkhu Bathanena. Paradukkhu khu bát tha nê na. Câu đầu tiên là một cụm từ ha. Chúng ta thấy nó dính liền nhau. Bây giờ chúng ta phải cắt ra để chúng ta thể hiểu được cái cụm từ này như thế nào. Paradukkhu bát tha nê na. Ở đây chúng ta thấy có ba từ nó dính liền với nhau. Chữ para là một, dukkha là hai, và upadhana là ba. Para là một, dukkha là hai, upadhana là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ para đầu tiên, nó là một danh tỉnh từ. Para có nghĩa là người khác. Para là người khác. Rồi cái từ thứ hai, dukkha. Dukkha đây là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga. Dukkha có nghĩa là sự đau khổ. Sự đau khổ. Và cái từ thứ ba là upadhanena. Upadhanena do cái từ upadhana, bởi vì cái căn ngữ tha hay là cái động từ tha và tí. Tha tí có nghĩa là đặt xuống. Tha là tí. Thì bây giờ upadhana đây là một danh từ trung tính. Akalantanapum sakalinga. Và chúng ta thấy tiếp gần ngữ upa đi trước, có nghĩa là gần đến. Gần đến. Vậy thì upadhana ở đây có nghĩa là sự gieo rắc. Sự gieo rắc.
sẽ đem đến nhưng mà chữ Upadhana ở đây nó được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là Tatiya Vipatti Ekavachana. Cho nên Upadhana nó biến thành Upadhanena. Upadhanena. Vậy thì cái câu này Paradukhu Upadhanena, Paradukhu Upadhanena, bằng cách gây ra khổ đau cho người khác bởi sự gieo rắc đau khổ trên kẻ khác. À, câu này có ý nghĩa là như vậy ha. Paradukhu Upadhanena, bởi sự gieo rắc đau khổ cho người khác. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 2. Attano sukhamicchati, attano sukhamicchati, attano sukhamicchati. Câu số 2 chúng ta có hai từ, attano là 1, sukhamicchati là 2. Chữ attano do cái từ atta, atta là một danh từ nam tính, akranta pumlinga, và attano ở đây được chia theo sở hữu cách số ít, sở hữu cách số ít. Chatti vipatti ekavachana. Attano có nghĩa là của chính mình hay là cho mình, của chính mình hay là cho mình. Rồi từ thứ hai sukhamicchati, chữ sukhamicchati do hai từ cộng lại, tức là chữ sukhang cộng với icchati. Sukhang do cái từ sukha, sukha là một danh từ trung tính, akaranta napum sakalinga, và chữ sukha này được chia theo đối cách số ít, Dutiya Vipatti Ekavachana. Cho nên sukha biến thành sukhang, chữ sukhang. Và chữ sukhang cộng với icchati thì chúng ta thấy nó mất đi cái dấu chấm, mất đi cái nút ruồi ha, và dính liền nhau, sukha micchati chứ không phải là sukhang nữa ha. Và icchati ở đây nó là một động từ, nó là một động từ số ít, có ý nghĩa là mong mỏi, ước muốn. Icchati là mong mỏi, ước muốn. Sukhamicchati, sukham là an lạc hạnh phúc, icchati là mong mỏi ước muốn. Vậy thì bây giờ chúng ta ráp hai câu này lại để bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Hai câu này Paradukhu Upadhanena Attano Sukhamicchati. Paradukhu Upadhanena Attano Sukhamicchati. Người mong mỏi hạnh phúc cho mình bằng cách gây ra đau khổ cho người khác. Người mong mỏi hạnh phúc cho mình bằng cách gây ra khổ đau cho người khác. Đó là ý nghĩa câu thứ nhất và câu thứ nhì.
người mong mỏi hạnh phúc cho mình bằng cách gây ra khổ đau cho người khác. Rồi, sa thu rất nhiều quá. Bây giờ chúng ta đến câu số 3 ha. Câu số 3. Về ra sân sắc, ra sân sắc thù. Chữ này quê ra trong phải là quê lá ha. Để coi lại trong bài vở. Chữ quê ra hay là quê ra? Chữ quê ra bà con ơi, sửa lại dùm đi. Quê ra trong phải là quê ra ha. Quê bị chờ cho chút. Quê ra sân sắc ra. Dạ dạ. Cái này nếu mà thêm cái dấu vô cái là nó bị chữ nó rời ra. Quý vị thấy rằng mỗi lần thêm dấu là coi như nó trả chữ. Quý vị thấy quê ra nó nằm rời mất tiêu rồi. Quê ra sân quê ra sân sắc gã sân sát thù. Câu này hơi khó ha. Quê ra sân sắc gã sân sát thù. Quý vị đọc kinh chậm ma và nhìn vào mặt chữ để chúng ta phân tích nó là cái loại trường âm gì mà sao nó rắc rối dữ vậy. Rồi bây giờ trở lại câu số 3 ha. Quê ra sân sắc gá sân sát thù. Quê ra sân sắc gá sân sát thù. Đây cũng là một nhóm từ ha. Một nhóm từ. Bây giờ chúng ta phải cắt ra. Chứ để như vậy thì nhìn vô thấy mở mắt luôn rối. Đây do ba từ đi chung với nhau. Chữ quê ra là một ha. Rồi cái từ thứ hai là sân sắc gá là hai ha. Rồi sân sát thô là ba. Ba từ này nó dính liền với nhau. Bây giờ chúng ta phải chia cắt nó ra. Bởi vì nó đoàn kết thì nó sống. Mà bây giờ chúng ta phải chia rẽ nó ra để hiểu nó tại sao mà nó cái đoàn với nhau làm cái gì vậy. Để rồi nhìn vô nhiều khi đọc sai ha. Chữ quê ra nó là một danh từ trung tính. A-karan-tap-pum-linh-gá nó là một danh từ nam tính ha. Quê ra có nghĩa là sự hận thù. Quê ra sự hận thù. Rồi cái từ thứ hai sân sắc gá. Sân sắc gá. Chữ sân sắc gá nó cũng là một danh từ nam tính. Chữ sắc gá. Akron pháp cung linh gá. Bởi vì chữ sắc gá này do cái căn ngữ sáp có nghĩa là thu được, gặt hái. Và tiếp đầu ngữ của chữ sắc gá này tức là chữ sân. Tiếp đầu ngữ này có nghĩa là hoàn toàn tự mình ha. Hoàn toàn tự mình. Vậy thì sân sắc gá có nghĩa là sự vướng mắc. Sự vướng mắc, sự buộc ràng. Sự vướng mắc, sự buộc ràng. Rồi cái từ cuối cùng sân sát thù. Sân sát thù do cái từ sân sát tha. Cái từ sân sát tha ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ. Cũng do cái căn ngữ sát có nghĩa là ràng buộc liên kết. Ràng buộc liên kết. Vậy thì sân sát tha, sân sát thù
lại sằng sát thô. Sằng sát thô nó đứng làm chủ từ số ít. Bạch tham ma e ca quá chân áo vị pháp tí. Cho nên sằng sát tha nó biến thành sằng sát thô. Sằng sát thô là đã được liên kết, đã bị ràng buộc, đã được liên kết, đã bị ràng buộc. Vậy thì cái nhóm từ này ha, quê ra sằng sát gá sằng sát thù, quê ra sằng sát gá sằng sát thù, bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù, bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù. Sa thủ xích như hoàng quê ra sân sắc ga sân sát thù. Quê ra là sự hận thù, sân là hoàn toàn tự mình, sắc ga là sự vướng mắc, sự buộc ràng. Sân sát thù đã bị ràng buộc, đã được liên kết. Và câu này có nghĩa là bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù. Sa thủ xích như hoàng. Rồi, chúng ta còn câu cuối cùng. Để câu cuối cùng này bổ sung ý nghĩa cho câu số 3. Quê ra sô na pa ri mô chà ti. Quê ra sô na pa ri mô chà ti. Quê ra sô na pa ri mô chà ti. Câu số 4 chúng ta thấy câu 4 từ quê ra là 1 ha, sô là 2 ha, na là 3 ha, parimut chà ti là 4. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ quê ra nó là một danh từ trung tính, akarantan napum sakalinga. Chữ quê ra, và ở đây chữ quê ra được chia theo xuất xứ cách số ít. Xuất xứ cách số ít có nghĩa là bành châm ý quỳ phá tí ê cao quá trình hạ. Quê ra là từ sự hận thù, từ sự hận thù. Xuất xứ cách chất dây thứ 5. Rồi chữ sô, sô do đại từ ta. Đây là một đại từ nam tính, nhưng mà chữ tá này được chia theo chủ các số ít. Bạch tham án e ca quá chân áo vị pháp tí. Cho nên chữ tá biến thành chữ sô. Sô là người ấy hay là anh ta? Sô là người ấy hay là anh ta? Từ thứ 3, na. Cái từ này dễ quá mà ha. Na. Na là không. Parimocchati. Parimocchati. Chúng ta thấy động từ mocchati có tiếp đồng ngữ pari ở phía trên. Chữ pari này có nghĩa là xung quanh hay là tròn trịa. Rồi cái động từ mocchati, động từ mocchati, động từ số ít này do cái căn ngữ mút có nghĩa là thoát khỏi hay là tự do. Vậy thì parimocchati có nghĩa là thoát khỏi hay là thoát ra. Thoát khỏi hay là thoát ra hay là giải phóng. Hoặc là tự do. Nhưng
Như vậy thì câu số 3, câu số 4, câu số 3, câu số 4 bổ sung cho nhau. Quê ra sân sắc, giác sân sắc thù quê ra sô na pa ri mút. Quê ra sân sắc, giác sân sắc thô vê ra sô na pa ri mốt cha ti. Câu 3, câu 4 bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù, người ấy không thoát ra khỏi hận thù. Câu 3, câu 4 ha. Vê ra sân sắc, các sân sắc thô vê ra sô na pa ri mốt cha ti. Bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù, người ấy không thoát ra khỏi hận thù. Rồi. Như vậy là ý nghĩa tự vấn chúng ta cũng đã thông qua ha. Bây giờ chúng ta có được một ý nghĩa tương đối rõ ràng. Người mong mỏi hạnh phúc cho mình bằng cách gây ra đau khổ cho người khác, bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù, người ấy không thoát ra khỏi thù hận. Xin lập lại ha. Người mong mỏi hạnh phúc cho mình bằng cách gây ra đau khổ cho người khác, bị vướng mắc trong sự ràng buộc của hận thù, người ấy không thoát ra khỏi thù hận. Ngài Đức Đa Phổ Thơ Lục Bát như thế này: cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xét bủa vây quán cừu. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xét bủa vây oán thù oán cựu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu vị thể thơ Ngũ Ngôn ha. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù. Đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Châu. Rồi, như vậy trong ý nghĩa từ vựng chúng ta cũng đã thông qua. Có vị nào thắc mắc, có cái từ nào mà quý vị cảm thấy rằng không được rõ ràng, thấy bàn tay của Sĩ Nhật Quỳnh, xin mời Sĩ Nhật Quỳnh. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Như Hoàng, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, ngài cho con hỏi. Dạ, cảm ơn Kim Dung, ngài cho con hỏi cái chữ Vê Ra và chữ Vê Ra nó ý nghĩa nó khác nhau như thế nào bạch ngài. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Chắc là quyền thắc mắc chữ Quê Ra và Quê Ra ha. Chữ Quê Ra và Quê Ra nó khác nhau như thế nào? Bây giờ chúng ta tìm hiểu trong này chữ nào là Quê Ra, chữ nào Quê Ra. Hai chữ cũng đều Quê Ra hết, trên đọc câu Quê Ra. Hai chữ cũng trong bài học của chúng ta ở câu số số 3 và câu số 4 mới sửa ha. Mới sửa trong câu số 3 và câu số 4 thì chúng ta thấy chữ Quê Ra chứ không có Quê Ra ha. Quê Ra nó là một
danh từ trung tính Akarantanapumsakalinga chữ quê ra có nghĩa là sự hận thù, quê ra là sự hận thù. Còn mà nếu chữ quê ra ở đây chúng ta không thấy có lúc nãy câu ba là quê ra ha. Trong sách thì nó là quê ra chứ không phải là quê ra, bởi vì đây là Akarantanapumsakalinga, tức là tiếp vị ngữ hoặc là quý pháp tí của cái từ này là Akaranta. Akaranta ha, chứ không phải là á. Bởi vì đây là một danh từ trung tính, sự hận thù, ý nghĩa của nó là sự hận thù. Hồi nãy là quê ra tức là viết sai cho nên mới thêm dấu vô. Nó là quê ra, quê ra chứ không phải là quê ra, do bài viết sai nha. Thì mỗi chỗ có mỗi cái sự khác nhau, tùy theo cái bài học. Cũng như quý vị biết rằng chữ thăm mát, thì nó có gần 70 cái ý nghĩa. Một cái từ thăm mát tức là pháp, nhưng mà nó đứng trong cái vị trí nào thì nó có ý nghĩa khác nhau, chứ không phải là thăm mát ở chỗ nào cũng có má để mình đi thăm đâu. Nó khác nhau. Như vậy thì trong cái câu Phật ngôn này chữ quê ra chứ không thấy là quê ra ha. Quê ra sân sắc gần, quê ra sô nát. Rồi bây giờ coi như chúng ta đi vào bài học ha. Dukkhu bathanena attano sukhamicchati. Paradukkhu bathanena attano sukhamicchati. Paradukkhu bathanena attano sukhamicchati. Một lần hai câu để chúng tôi đã đọc qua ba lần. Trong ba lần đọc như vậy thì quý vị có một cái sự nhận định tại sao cái chỗ này kéo dài mà cái chỗ kia lại đọc nhanh quá. Tại sao chỗ này đọc nhanh mà chỗ kia đọc chậm? Bởi vì nó là trường âm và đoạn âm. Bây giờ cái phần trường âm và đoạn âm đó để cho quý vị nhận định tại sao Paradukkhu bathanena attano sukhamicchati. Rồi bây giờ chúng ta muốn rõ vấn đề này, đó là trách nhiệm bổn phận của quý vị ha. Trách nhiệm bổn phận của quý vị làm cho sáng tỏ. Hôm nay đạo tràng của chúng ta cũng có nhiều người hơi lạ lạ ha, nhưng mà bây giờ người quen kết đi rồi người lạ sao. Sao mà xích duyên nghe nói lạ quen cái bỏ chạy mất tiêu à? Thôi bây giờ mời xích thiện vũ. Câu 1, câu 2, trường âm, đoạn âm như thế nào? Alo, xà thủ thay bàn tay rồi. Dạ, con nói đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu 1, câu 2 ạ. Paradukkhu pathanena attano sukhamicchati. Trong câu 1, para là hai đoạn âm, duk là trường âm nhấn, khu là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, ne là trường âm thông thường, na
là đoạn âm. Trong câu 1 có 8 âm cả thảy, trong đó có hai loại trường âm. Một trường âm nhấn là đúc, ba trường âm thông thường là khu, tha, nê, còn lại là các đoạn âm tá, rá, tá, ná. Câu 2, áp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, á là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chị Vũ vừa phân tích xong là thấy chị Kim Nhung coi như muốn giật mít rồi, không biết lý do làm sao này. Rồi mời chị Kim Nhung. Dạ, thưa con Kim Nhung ạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin phép là thanh minh là con không hề giật mic ạ. Mà con chỉ thấy đạo hữu Thiện Vũ phân tích giống với cái ý của con nên con tặng hoa, con không hề có ý giật mic thưa sư. Dạ, con cũng xin phân tích câu 1 và câu 2 như sau ạ. Para đúc khu ba thà nê na át ta nô su kha mít cha tí. Para đúc khu ba thà nê na át ta nô su kha mít cha tí. Ở câu 1 thì bá rá là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Ở câu 1 thì có 8 âm, trường âm thông thường thì có 3 là khu, tha, nê. Trường âm nhấn có 1 là đúc. Ở câu 1 không có trường âm giọng nguyên âm. Đoạn âm có 4 là bá, rá, bá, ná. Ở câu 2 thì át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sú, khá là hai đoạn âm, mít là trường âm, chá, tí là hai đoạn âm. Ở câu 2 thì cũng có 8 âm, có một trường âm thông thường là nô, có hai trường âm nhấn là át, mít, không có trường âm giọng nguyên âm. Đoạn âm thì có 5, đó là tá, sú, khá, chá và tí. Dạ, đó là sự phân tích của con ạ. Dạ, con xin một lần nữa, con xin sám hối là con không hề giật mic ạ. Dạ, con xin xuống mic. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chị Kim Nhung phân tích rất là rõ ràng, chính xác. Mà sao không thấy ai tặng bông tặng hoa gì hết trơn à? Nhiều vậy, chỉ có mình Thích Nguyên Trang có nhắc nhở rồi mới tặng hoa hả? Quý vị coi như kẹo quá nhỉ. Người ta đúng mà không có chịu tán thưởng ha. Hôm nay có đạo hữu anh này là chị Terry là nữ ha. Thirachitta. Thirachitta. Đây là chị Terry phía sau. Nhưng đó là một người tu, một cô tu nữ hay là một tỳ khưu ni gì đây. Kính chào. Mới câu 1, câu 2 chỉ mới có 2 người phân tích ha. Bây giờ thêm một người phân tích nữa đi, người thứ 3.
Người thứ ba, xin mời Sít tìm bài. Sít Hà 0420 0420. Alo, Sít Hà, có chiếc máy không ạ? Rồi, thay bàn tay rồi. Rồi, xà thu. Dạ, con check cái âm con đúng. Dạ, được. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Dạ, câu đầu tiên là bá. Rá là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, á là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xúc là đoạn âm, khá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Trong câu 1 thì con thấy có 4 đoạn âm là bá, rá, bá với lại rá nữa là 4. Trường âm nhấn thì có đúc. Có một thôi. Trường âm thông thường thì con thấy có khú, tha, yên nê. Câu thứ nhì thì có năm đoạn âm tá, xúc, kha, tha. Trường âm nhấn thì có á và mít. Không, trường âm thông thường thì có một là no. Dạ, con xin xuống. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chị Quyên Trang, chị Khóc An Kim Dung, rồi chị Tâm Phương, Sa Thú ha. Âm thanh rất là rõ. Phân tích thì mới, nhưng mà phân tích vậy là cũng tương đối ổn định ha. Chữ khu nói rằng trường âm thông thường mà đọc nó là chữ khu ha. Khu là một trường âm thông thường, chữ tha là một trường âm thông thường, chữ nê là một trường âm thông thường trong câu đầu ha. Trong câu số 2 thì cũng hơi mất tập trung một tí, nhưng mà như vậy cũng là một sự thành công ha. Quý vị làm mới, nhưng mà tinh thần học tập của quý vị rất là rõ ràng, chính xác, ổn định. Hôm nay sao cái nick Somagiri mất tiêu rồi, mình lại sử dụng cái nick này ha. Nick Samagiri cũng hay lắm chứ. Sao bây giờ đổi lại là Hà 0420 ha. Rồi bây giờ một cái nick mới nữa mà thấy là bỏ chạy mất tiêu rồi. Thirachitatheri, cái nick này ở đâu thấy lạ lạ, mới thấy lần đầu. Nhưng mà rồi tính mời lên mà lại bỏ chạy rồi ha. Thôi quý vị thông cảm. Bây giờ câu 1, câu 2, mời Sĩ Tâm Phương. Sĩ Tâm Phương, ba người đã phân tích rồi, Sĩ Tâm Phương cũng đã từng tham gia, cũng sa thú người ta, thì bây giờ coi như bây giờ lên phân tích lại để cho người ta sa thú lại chứ. Bây giờ Sĩ Tâm Phương, lên mình tán thán người ta để cho người ta tán thán lại.
Như vậy mới có cái tinh thần gọi là có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Rồi sư Tâm Phương phân tích làm sao đây? Trong khi đó sư Thiền Vũ này, sư Kim Nhung này rõ ràng, rồi sư Hà thấy cũng âm thanh cũng rất lớn, nghe cũng ổn định lắm chứ. Mà phân tích như vậy là thấy cũng quá giỏi rồi. Rồi bây giờ sư Tâm Phương phân tích làm sao? Con một, con hai. Rồi bỏ chạy nó mất tiêu rồi, mới xa thủ cái là đây chắc chạy cũng xa lắm rồi đó ha. Xa thú là chạy xa lắm rồi. Rồi alo, mến chào sư sư ha. Dạ đi lên không được ha, lên không được này, nhảy lên chụp mic đi ha. Có nhiều người đưa tay không được à, giống như cô tu nữ Tự Duyên đó, đưa tay không được. Rồi kêu quý vị bên sau lén vừa là vừa thả mic xuống là chụp liền. Thôi bây giờ sư Tâm Phương làm cầu thủ ha, làm thủ môn này, chụp micro nè, 1 2 3. Vậy là thất bại rồi. Ô, thấy bàn tay lên lên. Rồi, mời sư Tâm Phương, câu 1, câu 2. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Không biết sao con làm sao vẫn chạy tùm lum tà la luôn. Dạ, dạ con Nam Mô Bích Thai giá, Nam Mô Tham Mai giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con kính định lễ Thầy. Dạ, con đâu có dám là không lên, Thầy kêu là phải lên liền. Nhưng mà cái máy cũng bị trục trặc. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá ra đúc khô bá thà nề ná át ta nồ su kham mít cha tí. Dạ, chữ bá là đoạn âm. Chữ rá là đoạn âm. Chữ đúc là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ khu là trường âm thông thường. Chữ bá là đoạn âm, chữ tha là trường âm thông thường. Chữ nê là trường âm thông thường, chữ na là đoạn âm. Và cái câu 1 này là nó có 4 đoạn âm. 4 câu đoạn âm là chữ bá và chữ ra, chữ bá và chữ ná là 4. Dạ, trường âm thông thường thì có 3 là chữ khu, chữ tha là 2 và chữ nê là 3. Dạ, cái câu này không có trường âm nhấn mà chỉ có như vậy thôi. Còn câu 2 là chữ át là trường âm nhấn. Và chữ tá là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, và chữ xú là đoạn âm, chữ khá là đoạn âm, chữ mít là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và cái câu này là đoạn âm thì gồm có 5 đoạn âm. Là chữ tá là 1, chữ xú là 2, chữ tí là 3, chữ chá là 4, chữ khá là 5. Dạ, còn trường âm nhấn thì có 2 là chữ ắt là 1, chữ mít là 2, là gồm có 2. Dạ, trường âm thông thường thì chỉ có 1 thôi là chữ nô. Vậy là cái câu này nó không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, bạch ngài con chỉ thì như vậy, nếu mà có sai thì ngài sẽ cho con xin sửa lại, con xin xuống mic ạ. Alo, sư Tâm Phương ơi,
sao mà nó rắc rối dữ vậy? Khi nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rồi khi thì nói rằng nó là trường thông thường ha. Trong cái câu 1 ha, trong cái câu 1 ha, thì coi như khi gom lại thì nó là ba trường âm thông thường ha. Rồi khi mà phân tích thì nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Sao không được rõ ràng lắm ha. Âm thanh thì rất tốt ha. Cái chắc chắn là chắc phải thêm người nữa, bốn người rồi, bây giờ thêm người nữa à, tại cô ta quen rồi hả, bây giờ xí số khá làm mặt lạ đi ha, làm mặt lạ đi đừng có làm quen ha. À, bây giờ mời xí số khá cô một cô hai cho nó rõ ràng chút nha, với quen mặt khó làm việc lắm. Rồi bây giờ lạ đi, rồi mời xí số khá cô một cô hai. Alo, đọc đúng là số khá mà đọc sai là đúc khá ha. Xin mời, không biết ai đọc đúng đọc sai đây. Alo. Con cảm ơn cô. Con biết tiếng Việt. Con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Đa, Nam mô Tham Ma Đa, Nam mô Sang Kha Đa. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Pāra dukkhu paṭṭhānena attalo sukhamicchati. Pā là đoạn âm. Giá là đoạn âm. Túc là trường âm nhấn. Khu là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tán là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khá là đoạn âm, mích là trường âm nhấn, chán là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ, câu 1 có một trường âm nhấn là chữ đúc. Còn có hai trường âm thông thường là chữ tha và chữ nê. Còn đâu bốn đoạn âm pá giá, pá lá. Còn câu thứ hai là có hai trường âm nhấn là có chữ át và chữ mích. Còn trường âm thông thường thì có một chữ nô. Còn đâu là đoạn âm tá, xú, trá, tí, khá. Tá, xú, khá, chá, tí, năm đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong rồi. Con xin thúng mic ạ. Con thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Đa. Alo, xí xú khá. Đọc thì áp tà lô. Mà khi phân tích là áp tà nô. Xin chào cô tôi mấy tuần gian. Thích Nguyên Trang mà tặng hai cành hoa là có vấn đề ha. Cái câu đầu tiên á, là có ba trường âm thông thường mà chỉ nói chữ tha, chữ nê, còn chữ khu bỏ mất tiêu ha. Nói chung lại trong năm vị này lên phân tích thì gom lại hết đi thì rất là chính xác. Nhưng mà cá nhân thì mỗi vị đều có một khuyết điểm. Nhiều khi thấy là vậy nhưng mà đọc thì nó lẹo lưỡi, nó sai. Chứ thật sự ra quý vị dòng đọc thì rất là ổn định, trường âm đoạn âm rất là ổn định chứ không phải là không. Nhưng mà rồi mất bình tĩnh hoặc là run, cho nên quý vị coi như sai. Thì bây giờ chúng ta bổ sung lại ha, ôn lại để thấy rằng quý vị là những người đã vượt lên chính mình đến với đạo tràng. Quý vị đã thể hiện rất là tốt. Bây giờ câu 1, câu 2 ha. Ba ra đúc khù ba thà nề nạ. Chữ ba, chữ ra là hai đoạn âm. Chữ đúc là trường âm nhấn.
Chữ khu là trường âm thông thường, chữ ba là đoạn âm, chữ tha, chữ nê là hai trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm. Như vậy thì câu một á, quý vị thấy rằng chỉ có một trường âm nhấn là chữ đúc, và ba trường âm thông thường là chữ khu, chữ tha, chữ nê. Còn lại là bốn đoạn âm, đó là chữ ba, chữ ra, chữ ba, chữ ná. Một câu có tám từ thì bốn trường âm và bốn đoạn âm. Bây giờ qua câu số hai, Atano Sukhamichati, câu này cũng tám âm từ, và trong tám âm từ này thì trường âm của nó chỉ có ba, tức là chữ ấp, chữ nô và chữ mít. Đó là ba trường âm. Trong ba trường âm này, chữ ấp và chữ mít đó là hai trường âm nhấn, và chữ nô là trường âm thông thường. Chữ nô là trường âm thông thường. Vậy thì ba trường âm, chúng ta còn lại là năm đoạn âm. Chữ tá là một, chữ xu là hai, chữ khá là ba, chữ chá là bốn, và chữ tí là năm. Alo, quý vị nghe rõ ha? Sao đạo hữu thì đã chữ tá nghe không được. Nếu mà nghe không được thì quan nghĩ chạy ra ngoài, chạy ra ngoài lấy trớn rồi chạy vô, chắc chắn là nghe được ha. Rồi, quý vị nghe rõ. Như vậy có một câu hai thông qua ha. Quý vị cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà nhiều khi không được bình tĩnh, chỉ tự nhiên hay chứ, sao luôn lãng gì. Giống như sư Su Khá lên ra Atano, đọc Atalo, lãng gì vậy. Nhưng mà những lần sau có phân tích là Atano thấy chính xác quá hay chứ. Bây giờ câu 3, câu 4 ha. Về ra sẵn sắc gia sẵn sát thù về ra sô nắp phá ri mút chá ti. Đọc chậm ha, quý vị chú ý nè. Về ra sẵn sắc gia sẵn sát thù về ra sô nắp phá ri mút chá ti. Về ra sẵn sắc gia sẵn sát thu về ra thu nắp ba ri mút cha ti. Một cái câu mà quý vị thấy rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì cái một cái câu số 3 là một câu mà quý vị thấy câu này không có đoạn âm, nó khổ đế vậy đó, không có đoạn âm. Cho nên cái giọng dài trường âm quý vị cần phải giữ cái trường độ đó. Tức là quê ra sân sắc, có chữ ga chứ, xin lỗi quý vị ha. Quê ra sân sắc ga sân sắc thù, quê ra sân sắc ga sân sắc thù, chỉ có một chữ ga. Rồi quê ra sô na pa ri mút cha ti. Rồi bây giờ trường âm và đoạn âm, xin mời quý vị nhận định ha. Bây giờ xin mời chiếc lá mùa xuân. Alo, xin chiếc lá mùa xuân câu 3, câu 4. Con chào sư và chào đạo tràng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Quê ra sân sắc ca sân sắc thô, quê ra quê ra sô na ba ri mút cha tít. Quê là trường âm thông thường,
Ra là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo huyên âm, sắc là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo huyên âm, sắc là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quê là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, so là trường âm thông thường, nát là đoạn âm, pari là đoạn âm, là hai đoạn âm, múc là trường âm nhấn, chát tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Quê ra sang xa, quê ra sang xa, gà sang xa thô. Không, gì không đúng. Quê ra sang sắc gà sang sắc thô, quê ra sô nát ba ri mu chát ti. Dạ con xin xuống mic đó. Alo, xin đi qua mùa xuân ha, mình ăn liền ha. Chỉ phân tích một lần vậy là thi xong ngay ha. Nhưng mà như vậy cũng tiến bộ rồi, ngắn gọn rõ ràng. Ai xà thủ xà thủ, xin chào chiếc lá mùa xuân ha. Ai bây giờ mời ai nữa đây? Chiếc chuyết china. Alo, chiếc chuyên có chiếc máy không ạ? Hôm nay khó. Alo, phân tích được không? Như vậy là chắc là khó quá. Cho nên dạ chắc lên rồi ha. Rồi bây giờ xin mời câu số 3 và câu số 4. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Quê ra sang sát giá sang sát thô. Quê là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Dạ, câu 3, câu 4 là quê ra sô ná bá rí mút chá tí. Quê là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bá là đoạn âm, rí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ, câu 3, câu 4, dạ con đã xong rồi, dạ con có sai xin sửa sửa. Nam mô Buddhaya, dạ con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, Sik Pichina cũng bị ăn liền luôn ha. Ngắn, gọn, rõ ràng. Và cô tu nữ Đệ Duyên cũng đồng tình tặng 3 bó hoa. Rồi Sik Kim Nhung, rồi Sik Meta cũng tặng hoa, tán thưởng. Xà tu, xà tu. Trong room chúng ta có hai đạo hữu. Thanh Hoàng 2020 và đạo hữu Sinh Việt
Hai vị này thấy rằng câu 3, câu 4 có thể lên phân tích được không ạ? Alo, ưu tiên cho người mới. À, đạo hữu Tân Hoàng là 1, A, đạo hữu Sinh Diệt là 2. Hai vị này thấy rằng câu 3, câu 4 có chỗ nào rắc rối? Alo. À, hai câu này khó quá ha. À, quý vị cố gắng theo dõi ha, rồi lần sau quý vị có thể mình giảng đề tài ha. Rồi bây giờ xin mời xét niệm từ. À, xét niệm từ câu 3, câu 4 ha. À, hai câu này hơi khó nha. Rồi xin mời xét niệm từ nha, xà thủ. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tu Tăng trong đầu tràng, con kính lễ cô tu nữ Tùy Duyên, và con kính chào đầu tràng. Và cảm ơn Sis Như Quang, Sis Mita, cô Tùy Duyên và Thiên Vũ đã cho biết âm thanh rõ. Cảm ơn Sis Kim Nhung. Và con xin phân tích hai câu. À, 3 và câu 4 ạ. Dạ. Vera sang sắc ga sang sắc thô Vera so na bari muk chati Vera sang sắc ga sang sắc thô Vera so na bari muk chati. Dạ, trong câu số 3, quê là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu số 3 thì mình có 3 loại trường âm. Trường âm thông thường thì có quê, ra, thô. Và trường âm nhờ đọc theo giọng nguyên âm thì có sang, và sang là 2. Trường âm nhấn thì mình có là sắc, sắc và sát là 2 trường âm nhấn. Và mình chỉ có 1 đoạn âm là gá. Và con xin phân tới câu số 4. Quê ra sô na ba ri múc cha tí. Quê là trường âm thông thường, ra là trường âm thông thường, sô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bá là đoạn âm, rí là đoạn âm, múc là trường âm nhấn, chá đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ, như vậy trong câu số 4 chỉ có 2 loại trường âm. Trường âm thông thường thì có quê, ra, so, trường âm nhấn có 1 là múc, còn bao nhiêu là đoạn âm là ná, bá, rí, chá, tí. Câu số 4 thì không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong, con có sai xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Con xin dâng mít lời cho Ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thú thuyết niệm từ rõ ràng chi tiết hơn là chiếc chiếc lá mùi xuân chiếc Christina thuyết niệm từ rất là rõ ràng và câu số 3, câu số 4 thì quý vị thấy rằng hơi khó chứ không phải là dễ, nhưng mà chúng ta cũng đã giải quyết xong. Trong cái câu Phật ngôn này thì quý vị thấy rằng câu 1, câu 2, câu 3 chỉ có 8 âm từ, nhưng mà riêng cái câu số 4 đó, tới 9 âm từ. Cho nên chúng ta thấy đây là một thể thơ gọi là 8 từ, nhưng mà câu cuối cùng nó là thêm một từ nữa. Và
trong cái câu Phật ngôn này chỉ có câu số 3 là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Đầy đủ ba loại trường âm, đó là câu số 3 à, đó là một điều đặc biệt ha. Bây giờ xin mời Sĩ Kim ôn lại câu 3, câu 4 để rồi chúng ta tiếp tục ha. Alo, Sĩ Kim đi ngủ rồi hả? Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. À, trời, con làm không quật của con mà sư. À, để con xếp bớt qua giấy tờ con đã. Để tao quay trở. Ok. À, sư muốn con phân tích câu số 3, số 4. Đúng không? Dạ, trước hết để con đọc lại cái đã. À, quý vị có nghe tôi rõ không vậy? Sư kêu lên chạy không kịp đó sư. Không có là con cũng ngọn chỗ rồi. Tại vì con làm không quật cái con mà. À, khỏi cần đưa bà lên. Dạ, dạ cảm ơn, nghe rõ đi ha. Dạ con đọc lại đi. Quê ra săn sắc cá săn sắc thô. Quê ra sô ná phá rí múc chá tí. Quê ra săn sắc cá săn sắc thô. Quê ra sô ná phá rí múc chá tí. Quê ra là hai trường âm thông thường. Săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc là trường âm nhắn. Gá là đoạn âm. Săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc là trường âm nhắn, thô là trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường. Trong câu số 3 này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có ba là quê, ra và thô. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai là hai chữ săn săn. Trường âm nhắn có hai là chữ sắc và chữ sắc. Chữ sắc và chữ sắc và có hai đoạn âm luôn là rá và gá. Cái câu này beautiful nói sư ha. À, 222 chỉ có trường âm thông thường là 3 ha. À, câu số 3 quê ra so napari mukchati. Quê ra là hai trường âm thông thường, so là trường âm thông thường, napari là ba đoạn âm, muk là trường âm nhắn, chati là hai đoạn âm. Câu số 4 này nó chỉ có hai loại trường âm thôi, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có ba là quê, ra và xô. Trường âm nhắn chỉ có một là múc. Đỏ ngâm thì có năm là ná, phá, rí, chá, tí. Thì, câu số 4 nó đặc biệt hơn mấy câu kia. Nó có 9 âm từ lận. Ba câu kia chỉ có 8 âm từ thôi. Dạ con xong rồi. Con xin sám hối với sư. Mấy hôm rồi con không gọi con nhiều quá. Con xin trả máy lại. Dạ. Xin mời sư lên máy ạ. À. Alo, 123, 123. À, thấy hai câu này dễ quá. Lên phân tích xong cứ cười, cười trừ ha. À, nhưng mà phân tích vậy là đúng rồi. À, xà thủ, đâu có gì đâu khó đâu hả? Đối với quý vị thì đã nắm vững hết rồi. Cho nên nhìn vô là phân tích đúng thôi. À, xà thủ xích kim. À, bây giờ chúng ta ôn lại ha. Từ trên xuống dưới. Paradukhu batha ne na attano sukhamichati ve ra sang sắc ga sang sát thù ve ra so naparimut chati. Paradukhu batha ne na attano tano sukhamichati ve ra sang sắc ga sang sát thù ve ra so naparimuchati. Paradukhu batha ne na attano sukhamichati ve ra sang sắc ga sang sát thù ve ra so naparimuchati. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Ai phân tích cũng hay hết ra. À, chính xác. À, bây giờ khẳng định lại cái giọng đọc của chúng ta sau khi phân tích xong. Rồi bàn tay ai đưa lên trước đây. Sikima. À, miệng liền ha.
Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con bận á, có homework con grammar của Pali á, nó khó sư, con có nhiều homework con phải làm. Con đọc cho xong đi cho sư khỏi, con khỏi quên á, sư khỏi la con vô để cái mic đó rồi đi đâu không biết nữa. Dạ con xin cảm ơn các quý vị đã cho âm thanh rõ. À, mấy người lắm. Một cô Như Quang, Thiện Vũ, Mê Ta, Hồng Thị Kim Nhung, Lắc 2017 thôi. Dạ, xin cảm ơn. Sư nói mới nhọn nữa, đọc cho rồi, nói gồng nữa. Lúc nào cũng cà kê dê ngỏng. Cái chặt sao chưa nói sư. Vậy thôi con xin đọc nha. Sư bình tĩnh đừng giận sư. Trời lúc này vẫn cũng nóng lắm ấy sư. Dạ, con xin đọc câu Kinh Pháp Cú 291. Paradukku pakha ne nattano sukhamicchati ve ra sang sakka sang sattho ve ra so naparimukchati. Paradukku pakha ne nattano sukhamicchati ve ra sang sakka sang sattho ve ra so naparimukchati. Để đọc một hơi giống như sư. Để con lấy hơi con thở sư. Đọc một hơi. Paradukku patha ne na attano sukhamicchati ve ra sang sakka sang sakko ve ra so naparimucchati. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát khỏi hận thù. Thôi để con đọc cại luôn nghe sư, đáng hồi còn khỏi bất công lên nghe sư. Sư bình tĩnh nhé con kệ nha. Sư đừng có đau tim nha. Paradukku pathanena attano sukhamicchati ve ra sangsakka sangsattho ve ra sona parimucchati. Paradukku pathanena attano sukhamicchati ve ra sangsakka sangsattho ve ra so na parimucchati. Paradukku pathanena attano sukhamicchati ve ra sangsakka sangsattho ve ra so na parimucchati. Dạ xong rồi đó, con làm xong phụng sự của con rồi nghe sư, không có la con nghe, con xin trả máy rồi và mời quý vị khác. Sa thú. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài để lát nữa cái máy con nó lôi thôi con không có đọc được. Dạ, con xin đọc. Con xin trả bài câu 291. Paradukku pakha ne na attano sukhamicchati ve ra sang sak ga sang sattho ve ra so na parimucchati. Paradukku pakha ne na attano sukhamicchati chati quê ra sang sắc gác sang thô quê ra sô na ba ri mút chati ba ra đúc khu ba tha thề na át ta su ca mít chati quê ra sang sắc gác sắc thô quê ra sô na chati. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Con tìm bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức.
Dạ. Đại nghiệp của Hòa Thượng Giới Đức, con xin đọc. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thai, kẻ ngu thù hận trói tai, bị lôi bị siết của vây quán cụ. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Mát Ta. Nam mô Bức Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ Ngài Trí Đức. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và thân chào tất cả hướng thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 291. Dạ, cảm ơn Như Hoài. Bharadukhu vatane na atano sukhamichati vera sangsakha sangsatho vera so na parimukchati. Bharadukhu vatane na atano sukhamichati vera sangsakha sangsatho vera so na parimukchati. Bharadukhu Upatthanena attano sukhamicchati vera sangsakha sangsattho vera so na parimukchati. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bharadukhu Upatthanena attano sukhamicchati vera sangsakha sangsattho vera so na parimukchati. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nụ cười lắm thay, nực cười lắm thay, kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xiết bủa dây oán cừu. Và dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, đã thấy tín hiệu của chị Lạc Lê. Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sismita, Sis Kim Dung, Sis Mi Quang, Sis Thiện Vũ, Sismita và dạ, Sis Kim Dung. Dạ, cho con biết âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 291 ạ. Paradukhu vatthane na attano sukhamicchati vera sangsakha sangsattho vera so na parimukchati. Paradukhu vatthane na attano sukhamic chati về ra sằng sắc ga sằng sắc thồ về ra so na parimuk chati. Paradukhu bathane na attano sukhamik chati về ra sằng sắc ga sằng sắc thồ về ra so na parimuk chati. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Đó là bản chủ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bharadukhu vatthane na attano sukhamicchati vera sangsakha sangsattho vera so na parimukchati.
cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lắm thai. Kẻ ngu thù hận trói tai, bị lôi bị xiết bủa vây quán cừu. Đó là bằng chuyển ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con có đọc, đã đọc xong, con có sai, xin Ngài sửa lại giùm con ạ. Con xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá, con, ủa con đưa tay không biết có phải tới tới con không à. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá, con kính định lễ thầy. Con không biết con có bấm nhầm không mà thì thôi để cho con đọc đi. Cái máy con nó bị lạ kỳ. Dạ, con xin đọc. Pa ra đúc cô pa tha ne na at ta no su kha mi cha ti quê ra sam ga sắc ga sam sát thổ quê ra so napa napari mut cha ti paradukho pathane na atha atano sukham mitchati quê ra sam sát ga sam sát thổ quê ra so napa ti mut cha ti. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xiết bủa vai oán cừu. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Paradukho pathane na attano sukham sukha sukhamicca chati quê ra sam saga sam satho quê ra so napari muk chati. Dạ, con đã đọc xong, con kính thầy nếu như con có sai chỗ nào thì đừng biết là thầy sửa giùm con. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Đức và các cô tu nữ cùng đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Paradukho ba tha ne na athano sukham mitcha ti quê ra sang sắc ca sang sắc thô quê ra so na ba vi mu cha ti paradukho ba tha ne na athano sukham mitcha ti quê ra sang sắc ca sang sắc thô quê ra so na ba vi mu cha ti paradukho ba tha ne na attano sukhamicca ti quê ra sang sắc ca sang sắc thô quê ra so na ba vi mu cha ti. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay. Kẻ ngu thụ hận trói tai, bị lôi bị xiết bủa vây oán cừu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống đích.
Dạ, con xin đọc lại. Paradukku padanena attano sukha mijjati jati vera sangsa gasam satto satto vera so na parimucchati. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Paradukku padane paradukku padane na ne na paradukku padane na attano sukha micchati vera sang sakya sang sato vera so na parimucchati. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, được cười lắm thay, gã ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xiết, bủa vây oán cù, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123, xin Kim Nhung chờ một chút ha. Xin chiếc lá mùa xuân ơi, Paradukku, phân biệt thì rõ ràng trường âm đoán âm ha, nhưng mà khi đọc chữ chữ khu thành ra chữ khu, chữ quê ra đọc quê ra, có khi đọc chữ quê ra ở dưới thì đúng, nhưng mà chữ quê ra ở trên thành ra quê ra, như vậy là chiếc lá mùa xuân. Mùa xuân cũng có nhiều chỗ khác nhau ha. Mùa xuân chỗ này là quê ra, mùa xuân chỗ kia là quê ra. Rồi, trường âm thông thường chữ khu, chứ không phải chữ khu ha. Rồi, như vậy là cũng tiến bộ đó, phân tích chính xác. Nhưng mà khi đọc thì chắc là bị run ha. Hay là thấy bàn tay của Sĩ Kim Nhung thấy khớp quá. Thôi bây giờ mời Sĩ Kim Nhung nè. Dạ, con Kim Nhung ạ. Một lần nữa, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ các cô tu nữ, con kính lễ các, con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn các anh chị đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc trả bài câu kinh Pháp Cú số 291. Paradukku khu ba thà nê na a ta no su kha mít chati vệ ra sang sắc ra sang sắc thô vệ ra so na barik con sám hối vệ ra so na bari mục chati paradukku ba tha ne na atta no sukha mik chati vệ ra sang sắc ra sang sắc thô vệ ra so na bari mục chati. Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay, kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xiết bùa vây oán cừu, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Mời chị Như Quỳnh ạ. Cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nhung. Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Vinh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn cô tu nữ Tây Viên Như Quang Thiện Vũ Kim Nhung cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Và còn vị nào trả bài nữa không thì xin mời bàn tay. Và nãy giờ Nhật Vinh học coi trước máy nên không biết vị nào trả bài rồi, vị nào chưa trả bài. Và vị nào chưa trả bài thì xin đưa bàn tay lên ạ. Trong khi chờ đợi bàn tay thì con xin được trả bài. Dạ, nãy giờ con lặn hơi sâu nên không biết trả bài có trúng không. Cảm ơn Như Hoàng rất là nhiều đã trực mãi giùm. À, mình chào Thanh Thủy. Thanh Thủy ơi, vô trả bài phụ nè Thanh Thủy ơi. Dạ, con xin được trả bài cho Pháp Quốc Kinh số 291. Dạ, kính cảm ơn. 4.200 tuổi cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bà-ra-đúc-khu bà-tha-nê-na-a-ta-nô-su-kha-mít-cha-ti-vê-ra-sang sa-pa-sang-sa-tho-vê-ra-sơ-va-ri-mút-cha-ti. Bà-ra-đúc-khu bà-tha-nê-na-a-ta-nô-su-kha-mít-cha-ti-vê-ra-sang sa-pa-sang-sa-tho-vê-ra-sơ-na-va-ri-mút-cha-ti. Bà-ra-đúc khu ba tha nề na a ta nờ su kha mít chất ti quê ra sang sắp ca sang sát thờ quê ra sơ na ba ri mút chất ti. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận tù buộc ràng không sao thoát hận thù. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lắm thai. Kẻ ngu thù hận trói tai, bị lôi bị xiết bủa vây oán cù. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Vinh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con tri ân Ngài và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa đưa bàn tay xin mời ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, con thấy tín hiệu của Ngài, con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Sa thủ, đây là một bài rất là khó nhưng mà quý vị thể hiện tốt, giọng đọc của quý vị cũng rất là chuẩn. Tại sao chúng tôi không đọc một lần? Tại như vừa giọng kinh giọng kệ. Khi mà đọc theo giọng kinh thì chúng ta chú trọng về trường âm và đoạn âm, chúng ta đọc một cách nghiêm túc. Còn qua giọng kệ thì âm thanh nó bị lai, cái giọng nó bị lai đi. Chính vì vậy cho nên chúng ta không đọc một lần hai giọng mà giọng kinh trước. Muốn cho quý vị trường âm đoạn âm phân tích một cách rõ ràng, khỏi bị chi phối với giọng kệ. Giọng kệ chẳng qua là chúng ta thư giãn, nắm vững được cái giọng kinh thì khi đó chúng ta có thể qua giọng kệ được. Còn nếu mà giọng kinh mà quý vị trường âm đoạn âm không nắm vững thì qua giọng kệ dễ bị coi như lung lạc, thì mong quý vị thông cảm ha. Rồi bây giờ ôn lại để rồi còn những giây phút chừng khoảng 6:15 thì khi đó chúng ta sẽ đi vào duyên sự ha. Ta ra đục khu bát hà nề na át ta nô su kha mít cha ti quê ra sằng sắc ca sằng sát thù quê ra sô na pa ri mút cha ti. Ta ra đục khu bát hà nề na át ta nô su kha mít cha ti quê ra sằng sắc ca sằng sát thù quê ra sô na pa ri mút cha ti. Như vậy đó là giọng kinh ha. Còn bây giờ qua giọng kệ thì quý vị thấy rằng một câu 8 từ chúng ta chia ra làm hai, và một lần thì chúng ta đọc hai câu để nương nhau và coi như gắn bó với nhau, có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta đọc rời rạc từng câu một á thì nghe nó không được rõ ràng, không được mạch lạc lắm. Bây giờ qua giọng nghệ thì chúng ta xin đọc.
Bà ra đô khu bà tha nê na an ta nô su kha minh cha ti Vê ra sắc gà sang sa thu Vê ra sô na pa ri mụn cha ti Bà ra đô khu bà tha nê na an ta nô su kha minh cha ti Vê ra sang sắc gà sang sa thu Vê ra sô na pa ri mụn cha ti Paradokho ba tha nê na an ta no su ka minh cha ti Vê ra sang sắc gà sang sa thu Vê ra sô na pa ri mụn cha ti Gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Ô, xà thú của tụi nữ tuệ duyên. Dạ, xà thú, cần kính tri ân ngài. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng và kính tri ân ngài. Và bây giờ con xin kệ câu pháp cú số 291. Và cảm ơn Nhật Quỳnh. Buổi sáng thì tự nhiên tranh thủ chứ để buổi tối rất là phân tâm. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ. Ba ra đúc khu ba tha nê na a ta nu su kha mịch cha ti Quê ra sang sắc ra sang sắc thô Quê ra su na ba ri mục cha ti Ba ra đúc khu ba tha nê na ta nô su kha mịch cha ti Quê ra sang sắc ra sang sắc thô Quê ra sô na ba ri mục cha ti Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù và phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Ba ra đúc khu ba tha nê na a ta nu su kha mịch cha ti Quê ra sang sắc ra sang sắc thô Quê ra sô na ba ri mục cha ti Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lắm thay Kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xiết, bủa vây oán cừu. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ tự nhiên thấy tín hiệu của Xích Hà. Xích Hà. Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, con kính định lễ thầy. Dạ con xin kệ câu pháp cú số 291. Dạ. Bà ra đốt khu bà tha nê nàng a ta nô su kha mịch cha ti Quê ra sâm sát, gà sâm sát thô Quê ra sô na, bà rinh ngô cha ti Bà ra đuôn khu, bà tha nê nàng An ta nô su, khám mịn cha ti Quê ra sâm gắn Gà sâm sàn thông Quê ra sô na Pà ri mô cha ti Gieo khổ đau cho người
mong cầu là cho mình bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà ra đưa tu ba tha nê nàng a ta nô su kham min cha ti quê ra sam gan sam san ga sam sat tho quê ra so na ba rin ngu cha ti. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trối tay, bị lôi bị xiết bủa vai oán cừu. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, kính mời quý vị kế tiếp ạ. Máy con giờ không thái bằng tay nữa. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng các cô tu nữ cùng đại tràng. Dạ, con đọc bài kệ 291. Baradukhu Bathanena Atano Sukha Mitchati Vera Sangsat Ga Sangsatho Vera Sona Parimuchati. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù. Là đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Baradukhu Bathanena Athano Sukha Mitchati Vera Sangsanga Sangsatho Vera Sona Parimuchati. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trói tai, bị lôi, bị xiết, bủa vây, oán cù. À, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin nhường mic cho vị khác. Alo. Dạ, con Kim Nhung. Một lần nữa, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ các cô tu nữ. Con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta và Thiện Vũ đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kệ câu 291. Paradokho Bathanena Attano Sukha Mitchati Vera sangsanga sangsatho Vera sona parinucchati. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Baradukho Bathanena Atano sukha mitchati Vera sangsanga sangsatho Vera sona parimuchati. Cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận trói tay, bị lôi bị xiết bùa vây oán cừu. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kệ xong. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ sa thú Kim Nhung. Dạ cảm ơn cô tu nữ Thị Duyên. Chị Meta ơi, chị Meta có kể không? Dạ cảm ơn chị Meta, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ bạch ngài, cái máy của Kim Nhung đó, nó có một chút xíu vấn đề. Có nghĩa là mỗi khi mà Kim Nhung tặng hoa thì là đình giật mít. À, đây là trục trặc kỹ thuật trong máy mà Kim Nhung không hề biết. Hồi nãy con nằm mà con nghe Kim Nhung nói là con không có giật mít, con không có giật mít. Nhưng mà hãy Kim Nhung mà tặng qua là y như rằng là giật mít à. Nhưng mà nếu mà ai mà cái nét mà vững á, thì nó không rớt mít.
Còn ai mà nét yếu là nó sẽ bị rớt liền. Nhưng mà không sao, Kim Nhung có thể nhờ người ở gần chỉnh một chút xíu à. Bây giờ nói bất tử, Nhật Quỳnh không có nhớ, Nhật Quỳnh phải đi lục ra thì nó lâu quá. Dạ, đây lâu lắm rồi, Nhật Quỳnh không có bị cái tình trạng này. Hồi trước đây Nhật Quỳnh cũng có bị nha, và Nhật Quỳnh cũng đi tìm hiểu rồi Nhật Quỳnh sửa được. Dạ, bây giờ cũng có ghi sổ đó. Nãy giờ mỗi lần Nhật Quỳnh bị bệnh gì là Nhật Quỳnh ghi sổ à. Nhưng mà bây giờ mà ngồi mà lục ra thì không có thời gian. Nên Kim Nhung có thể nhờ ai đó vào trong cái phần mà cài đặt nè, chỉnh một chút xíu rồi nó hết à, không có gì hết á. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Cái này là cái banh thoát mới đó, nếu mà Tâm Phương cần á. Rồi ra thu thập xong cho đọc chứ ha, rồi đọc rồi đưa bàn tay đi. Ở một cái nít mà hai người nè, không biết người nào đọc đây. Khu biển Hà Minh Tấn, dạ, đưa tay ai ơi, hay là không đưa tay giật mít. Dạ, để... Tâm Hương để Nhật Quỳnh nói với Rạng Đông gửi cho Tâm Phương cái link để biết sử dụng cái banh thóc mới nha Tâm Phương nha. Dạ. Rồi mời cô Biển Hà Minh Tấn vậy đây, hai vị đưa tàn tay. Dạ con coi. Hôm nay mình tắm dậy sớm tắm cho cha nên là con vô con đọc bài chút. Dạ, cha con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức cùng chư tôn đức Tăng, và con kính đảnh lễ cô tu nữ Từ Duyên, và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài cầu Pháp Cú số 291. Bá ra đúc khù bá thà nề ná át tá nồ Sú khá mít cha tí về ra sằng sắc gá sằng sát thù về ra sô ná ba rí mút cha tí ba ra đúc khù ba thà nề ná á nô Sú khá mít cha tí về ra sằng sắc gá sằng sát thù về ra sô ná ba rí mút cha tí ba ra đúc khù ba thà nề ná át ta nô Sú khá mít cha tí về ra sằng sắc gá sằng sát thù về ra sô ná ba rí mút cha tí ba ra đúc khù ba thà nề ná át ta nô Sú khá mít cha tí về ra sằng sắc gá sằng sát thù về ra sô na ba rí mút cha tí gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình bị hận thù buộc ràng không sao thoát hận thù. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: cứ gieo đau khổ cho người để tìm hạnh phúc nực cười lắm thay. Kẻ ngu thù hận, trói tay, bị lôi, bị xiết, bủa vây, oán thù. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, con đã bài xong. Con cảm ơn đạo tràng. Con xin trả mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thủ cảm ơn BD. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Dạ, con thấy ngài đã cho hoa rồi. Dạ, con cũng thỉnh ngài trở lại máy ạ. À, con kính nhân bích đến ngài. Sa thú sư phụ Biển đã trả bài rất là ổn định, mặc dù vô sau cùng ha, nhưng mà cái giọng đọc rất là chuẩn, rất là hoan hỷ. Câu Phật ngôn 291. Sau khi quý vị đã thể hiện xong, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn này. Paradukhu batha ne na attano sukhamit chati vera sang sap ga sang sap tho vera so na parimut chati. Gieo khổ đau cho người mong cầu lạc cho mình
bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết lên khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, Chê Tâu Quần Á, đề cập đến một người thiếu nữ chuyên môn ăn trứng gà. Ở gần thành Sawatthi có một ngư dân. Trên đường đến thành thì ông nhặt được cái trứng rùa ở gần bờ sông Athirawati. Ông cho cô con gái này một trứng, còn mình thì ăn một trứng. Từ đó cô con gái này chỉ thích ăn trứng rùa mà thôi. Một hôm thì mẹ của nàng nhặt được trứng gà đem cho cô ta. Bây giờ cô ta ăn trứng gà lại thấy rằng hợp với khẩu vị của mình, cho nên mỗi lần mà gà nó đẻ là cô ta lấy trứng. Gà mẹ bị cô ta bức hiếp lấy trứng, cho nên cột quan trái với cái người thiếu nữ này. Nếu mà sau khi ta chết, ta mà sanh làm dạ xoa thì ta sẽ ăn thịt con của nó. Tức là từ cái trứng gà mà con gà mẹ này nó cột quan trái với cái cô thiếu nữ đó. Rồi do cái tâm nguyện của mình thì con gà mái đó nó chết, nó sanh làm con mèo ở trong cái nhà đó. Cô thiếu nữ này cũng mệnh chung và sanh làm con gà mái ở trong gia đình đó luôn. Con gà mái đẻ 3 lần đều bị con mèo ăn hết sạch. Con gà mái tức quá mới nguyện rằng: nó ăn trứng của ta cả 3 lần, lần này nó định bắt ta ăn thịt luôn. Ta mà chết đi, ta sẽ ăn thịt con của nó. Và thế là con gà mái chết sanh làm một con cọp cái, còn con mèo thì nó chết, nó sanh làm một con nai cái. Khi mà nai đẻ con ra bao nhiêu thì đều bị con cọp nó ăn hết. Hai con thú này quan trái lẫn nhau và nó kéo dài suốt 500 kiếp. Cuối cùng một người thì sanh làm nữ dạ xoa, còn người kia sanh làm con gái của một trưởng giả ở trong thành Sawatthi. Cái nguyên nhân này đã được thuật lại trong cái bài kệ mà hận thù được chấm dứt nhờ không hận thù. Cho nên Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 291 này. Câu Phật ngôn 291: Paradukku bathane na attano sukhamit chati vera sangsakka sangsattho vera so na parimut chati. Tức là gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Câu Phật ngôn này là một câu Phật ngôn bổ sung cho cái câu Phật ngôn mà chúng ta đã từng học, đó là dạ xoa ca ly ha. Thì khi mà dứt câu Phật ngôn này thì nữ dạ xoa đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và tâm của cô ta được an lạc, bởi vì cô ta được chứng đắc thánh quả của Đà Quần. Còn cái người thiếu nữ thì cũng chứng được quả dự lưu, và pháp thoại này đã đem lại sự lợi ích chung và đã xóa bỏ hận thù quan trái giữa hình này. Trong duyên sự này thì chúng ta thấy ăn hình này. Trong duyên sự này thì chúng ta thấy ăn lắm trứng gà lại làm gà, nhân nào quả nấy chẳng sai hoa, giết sau giết trước 500 kiếp, thù mới thù xưa một cửa nhà, tội khổ bắt đầu từ khẩu vị, cho trái oan kết cục đến dạ xoa. Phi nhân có giới cùng có thánh, sơ quả nay chung sống kiếp hòa. Tức là
trong cái câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy từ cái khẩu vị ưa thích của mình để rồi nó thành ra quan trái lẫn nhau, tức là ăn cũng vừa phải thôi, ăn mà đến nỗi ghiền, đến nỗi là coi như tuyệt luôn cả dòng họ của một con gà, không có trứng để mà ốc nữa, thì chúng ta thấy kết nhau ăn trái để rồi đau khổ và kéo dài như vậy suốt 500 kiếp, tức là sinh ra để rồi hận thù, rồi hận thù để rồi tàn sát lẫn nhau mà kéo dài như vậy là suốt 500 kiếp. Nếu không gặp Đức Phật thì đây là một cái sự quan trái truyền kiếp, tức là hết đời này qua đời kia và dài dài như vậy chỉ sống trong hận thù mà thôi. Như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy cái gì cũng vừa phải mà thôi. Từ lần đầu ăn cái trứng rùa là cảm thấy ngon ngon, rồi khi được ăn trứng gà thì cảm thấy rằng trứng gà lại hợp khẩu vị mình ngon hơn, và thế là gà đẻ ra bao nhiêu thì cô này cứ lấy mà ăn hết, và ăn đến cái nỗi mà coi như kết quan trái với nhau suốt 500 kiếp. Thì đây là một cái bài học để chúng ta có được một cái sự tri túc, để chúng ta sống được quân bình trong cái đời sống hàng ngày. Và cái gì cũng vừa phải thì nó tốt, còn mà nếu mà làm quá thì chắc chắn rằng sẽ đem đến một cái sự thiệt hại cho chính bản thân mình. Qua ý nghĩa của Phật ngôn này thì quý vị có ý kiến gì không? Alo, xin mời sự đóng góp của quý vị qua ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Có ai có ý kiến gì không? Hết giờ rồi hả? Hết giờ một con dồi nữa. Như vậy hết giờ là không có ý kiến ha. Hồi nãy Sĩ Kim là thấy người lên kệ đầu tiên ha, đọc kinh xong có qua dòng kệ làm cho đạo tràng thấy thay đổi không khí liền ha. Rồi như vậy thì trong cái phẩm tập lục Bắc Kinh là cá, tức là nói lên nhiều vấn đề. Trong nhiều vấn đề này thì có cái vấn đề có thực mới vượt được đạo, nhưng mà ở đây cái đạo này là cái đạo luân hồi, tức là ăn trứng gà riết rồi ghiền để rồi kết quan trái. Và chúng ta thấy cũng vì cái khẩu vị của mình mà kéo dài 500 kiếp, tức là cứ gặp nhau là nhìn nhau với cặp mắt ứa lệ, nhìn nhau với cặp mắt mà coi hận thù để rồi tìm cách hại nhau. Cảnh trưởng duyên ha, cảnh trưởng duyên là ăn trứng. Rồi như vậy thì qua câu Phật ngôn này chúng ta rút ra một bài học, cái gì thì chúng ta cũng vừa phải thôi, có sự tri túc, ăn mà ăn quá đi để rồi quan trái với nhau, rồi ăn riết thành ra ghiền luôn. Chính cái ghiền đó là cái mà chúng ta quan trái, cái mà chúng ta sanh tử luân hồi. Nếu mà chúng ta biết dừng lại ăn mà cũng để cho nó vài cái trứng để cho nó ốc chứ không, làm cho nó sạch sẽ luôn. Cho nên con gà mẹ nó mới hỏng, ăn cái trứng gà ngon quá rồi con đòi bắt luôn cả mẹ, bắt luôn cả gà mẹ để mà ăn thịt luôn. Cái trường hợp này cũng hơi quá đáng ha, nhưng mà do cái ác nghiệp của nó phải trả quả mà thôi. Ăn riết thì ngán chết luôn, cái này là nghiệp duyên hả? Cái này là ác duyên, nghiệp duyên cái gì? Ác nghiệp. Ăn mà không nghĩa là mất giống luôn, gọi là cái trường hợp này là coi như là thua rồi.
Câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học. Cái gì chúng ta có sự chi túc, chúng ta biết dừng lại thì đó là điều tốt. Còn nếu mà không có chi túc, không dừng lại thì chúng ta sẽ tạo nghiệp. Và chính cái tạo nghiệp đó, cho nên chúng ta mới sanh tử luân hồi. Buổi sinh hoạt của chúng ta qua câu Phật ngôn 291 xin được kết thúc tại đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên đã sát chào quát chê nạ sô thị vô, ô tụ sập ở đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sư công nghiệp sau hôm nay té lên té xuống ha, rồi té một mình đi cũng được, kéo luôn cái sinh nhật Quỳnh té luôn ha. Hai chị em sinh đôi này có vấn đề. Rồi bây giờ xin Nhật Quỳnh kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Alo.